Quốc hội họp về công tác nhân sự vào ngày 24 tháng 6. Chiều ngày 22 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 với tỷ lệ 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Sau khi nghe Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo về việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 5. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 446 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 90,28%. Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 5. Theo chương trình vừa được thông qua, ngày 23 tháng 6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật đấu thầu sửa đổi, biểu quyết thông qua nghị quyết việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Ngày 24 tháng 6, Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh cũng trong ngày 24 tháng 6. Quốc hội sẽ họp về công tác nhân sự chiều ngày 24 tháng 6, Quốc hội họp phiên bế mạc trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.